您好。你编号几号？他编号0157。你去过台湾了吗？把你过台湾去了。没去。他没有。嗯。你在台湾有朋友亲人吗？bạn ở Đài Loan có người thân hay bạn bè gì không? Không. Ta mới hiểu được. Nǐ huài zhǒu yān hè jiǔ ma? Bạn có hút thuốc hay uống rượu bia không? Không. Ta mới hiểu. Nǐ mù jiān zài Yuè Nán zuò shǒ me gōng zhuō? Hiện tại ở Việt Nam bạn làm công việc gì? Cơ khí và hàn. Ta shì qī jī gōng hě hàn jiē gōng. Yī ge yuè xīn suǐ shì duō shǎo? Lương một tháng của bạn là bao nhiêu tiền? 4 triệu. Đa cài 200 mỹ kim, 1 cơ yuè. Nǐ qù Đài Loan gōng zhuō hěn xīn kǔ, nǐ shòu de liǎo ma? Đến Đài Loan làm việc rất vất vả, bạn có chịu đựng được không? Chịu được. Ta shòu de liǎo de. Zài Đài Loan gōng zhuō, rú guǒ gù zhǔ yào qiǔ nǐ fèi hě zhà bān, nǐ yuàn yī ma? Đến Đài Loan làm việc, chủ sử dụng lao động yêu cầu bạn phối hợp tăng ca, bạn đồng ý không? Đồng ý. Ta yuàn yī. 你对今天面试的工作你有什么问题吗？ Hôm nay phỏng vấn công việc này bạn có ý kiến thắc mắc gì không? Không có ý kiến. Mấy hiểu什么意见？嗯，你都清楚了吗？Bạn hiểu rõ ràng chưa? Hiểu rồi. Ta清楚了。嗯，你今天回答的问题你要老实，确实不能欺骗，你知道吗？ Hôm nay trả lời những câu hỏi này bạn phải thành thật, không được lừa dối, bạn có biết không? Biết. Ta chưa tao là. Hả? 谢谢。谢谢。